82 biển báo chỉ dẫn và biển báo hiệu lệnh của Giao thông Đường bộ Việt Nam. Liệu bạn có thuộc hết chúng không? Chúng ta hãy thử sức nào! Biển báo chỉ dẫn. Đây là biển báo chỉ dẫn nào? Bãi đỗ xe. Báo hiệu phía trước có công trường thi công. Báo hiệu phía trước có công trường thi công. Báo hiệu phía trước có công trường thi công. Bắt đầu đường ưu tiên. Bắt đầu khu đông dân cư. Bến xe buýt. Bến xe điện. Bến xe tải. Bệnh viện. Biển báo ga tàu. Biển báo sân bay. Biển báo trạm sửa chữa xe. Biển tên đường. Chỉ dẫn địa giới, song ngữ. Chỉ dẫn địa giới. Chỗ quay xe. Chợ. Chú ý gió ngang. Di tích lịch sử, song ngữ. Di tích lịch sử. Điểm bắt đầu đường đi bộ. Điện thoại. Đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Được ưu tiên qua đường hẹp. Đường cụt ở bên phải. Đường cụt ở bên trái. Đường cụt phía trước. Đường đang thi công. Đường dốc chạy chậm. Đường một chiều. Đường một chiều. Đường một chiều. Đường nhiều sương mù. Đường phía trước có làn đường dành cho ông tổ khách. Đường tránh. Đường trơn, chạy chậm. Hết đoạn đường ưu tiên. Hết khu đông dân cư. Khu vực quay xe. Lối đi ở những vị trí cầm rẽ. Mũi tên chỉ hướng đi. Nền đường yếu. Nơi đỗ xe một phần trên hè phố. Nơi đỗ xe. Nơi rửa xe. Rẽ ra đường có làn đường dành cho ông tô khách. Rẽ ra đường có làn đường dành cho ông tô khách.
tên cầu. Trạm cảnh sát giao thông. Trạm cấp cứu. Trạm kiểm tra tải trọng xe. Trạm sửa chữa. Trạm xăng. Vị trí người đi bộ sang ngang. Vị trí người đi bộ sang ngang. Xe kéo rơ móc. Xe lớn đi sát về bên phải. Xuống dốc liên tục. Biển báo hiệu lệnh. Ấn còi. Các xe chỉ được đi thẳng. Các xe chỉ được rẽ phải. Các xe chỉ được rẽ trái và rẽ phải. Các xe chỉ được rẽ trái. Có thể đi vòng sang trái hoặc phải. Đường dành cho người đi bộ. Đường dành cho xe máy. Đường dành cho xe ô tô, xe máy. Đường dành cho xe ô tô. Đường dành cho xe thô sơ. Đường hầm. Hết tốc độ tối thiểu. Kết thúc đường hầm. Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến. Phải đi vòng sang bên phải. Phải đi vòng sang bên trái. Tốc độ tối thiểu cho phép. Tuyến đường cầu vượt cắt qua. Tuyến đường cầu vượt cắt qua. Xe chở hàng nguy hiểm chỉ được đi thẳng. Xe chở hàng nguy hiểm chỉ được rẽ phải. Xe chở hàng nguy hiểm chỉ được rẽ trái. Bạn đã trả lời đúng bao nhiêu biển báo? Hãy bình luận nào. Chúc các bạn đi đường năm rõ luật lệ giao thông và thượng lộ bình an.